Xin chào mọi người. Hôm nay cửa hàng móng cái Green lên video giới thiệu với các bạn một cái mẫu máy phun thuốc các bạn nhá. Máy xịt thuốc. Tuyệt vời luôn các bạn nhá. Mazuyama sử dụng động cơ của Honda GX31 các bạn nhá. Đẹp như mới luôn các bạn nhá. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Như chưa sử dụng. 99%. Đẹp xuất sắc luôn các bạn nhé. Động cơ Honda GX31 các bạn nhé. Mình nhắc lại là động cơ Honda GX31 do Mazuyama nó đặt hàng của Honda sản xuất. Đấy. Và nó dập cái thương hiệu chữ Mazuyama vào. Còn nguyên bản của nó là Honda GX31 các bạn nhé. Động cơ 4 thì đẹp xuất sắc luôn. GX31 31cc. Siêu mạnh luôn. Zin nguyên bản luôn các bạn nhé. Hàng mới keng sa beng. Như mới luôn. Có thể bọn này là nó chỉ là hàng trưng bày, chưa qua, chưa qua sử dụng luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Bọn này nó là máy xịt thuốc cao áp, bơm ti 2 áp các bạn nhé. 2 ti các bạn nhé. 2 ti áp. Này các bạn có thể thấy này, 2 ti áp. Đây là van điều chỉnh áp. Cực kỳ xịn sò luôn. Mới keng sa beng. Mới không tì vết. Quá tuyệt vời. Các bạn thấy tuyệt vời không? Máy xịt thuốc các bạn nhé. 2 ti áp. Chúng ta sử dụng cái này, sử dụng con máy này để chúng ta nắp vào những cái thùng máy. Mình xin lỗi. Nắp vào những cái con máy xe đẩy các bạn nhé. Những cái thùng phi. Bơm trực tiếp từ thùng phi. Xong là bơm cho vườn tưới tiêu. À tưới phun thuốc, mình nói nhầm. Đấy, kéo xe đẩy. Nắp cái thùng, gắn cái thùng phi bên trên. Rất nhiều người sử dụng cái hình thức như này. Chúng ta thiết kế một con xe đẩy, trên đó có một thùng phi khoảng 160 đến 250 lít, hoặc có thể nhỏ hơn hoặc có thể lớn hơn tùy theo cái lượng nhu cầu sử dụng của chúng ta. Sau đó là chúng ta thiết kế một cái bệ, đặt cái con máy này lên. Nó có chân, 4 chân này các bạn nhá, 4 chân và 4 cái ốc này, để cho chúng ta dễ dàng bắt ốc vào để cho cố định. Đấy. Sau đó là chúng ta đấu dây bơm, đấu dây hút và đấu dây xả ra. Xong chúng ta dòng cái xe đẩy đi. Đây là dây zin đi theo máy các bạn nhá. Đây là dây zin đi theo máy. Hai máy nhưng chỉ có một bộ dây. Đấy. Hai máy nhưng chỉ có một bộ các bạn nhá. Bởi vì là hàng về Nhật bãi thì có con nó có, phụ kiện kèm theo có con không có. Nhưng hai con máy này cửa hàng mình mới về và chỉ có một bộ. Một bộ, đây là cái chõ hút của nó các bạn nhá. Chõ hút của nó này. Nó có cái bộ lọc bằng đồng luôn, bằng kim loại lọc rác các bạn nhé. Rất là xịn xò luôn cái chõ lọc này. Còn đây là hai cái đầu dây này bằng đồng này, để chúng ta đấu ở đây các bạn nhé. Đấu ở đây nhé các bạn nhé. Chúng ta đấu vào một đầu hút, một đầu xả và một đầu nước hồi. Ba ở đây. 2 ti áp. Bọn này nó bơm 2 ti áp này các bạn, thấy này. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đẹp như mới luôn các bạn nhé. Honda thì siêu bền rồi. Dùng bọn này không biết đến mùa nào nó mới hỏng. Chúng ta bơm thuốc thì là vừa nãy mình nói về cái cách sử dụng là gắn vào xe đẩy. Đấy chỉ là một cách thôi. Tùy theo nhu cầu của từng người, tùy theo cái cách dùng của từng người mà chúng ta sử dụng, cách sử dụng của chúng ta khác nhau nhé. Không phải cố định là như thế. Các bạn có thể thấy được những con ốc rồi. Ốc 7 màu. Vàng ươm luôn. Những con ốc. Những con ốc 7 màu. Long nanh. Mới keng sa beng. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, đây này. Vệ sinh chưa kỹ cho nên nó có một ít bẩn đằng kia các bạn nhé. Đó là những vết bẩn các bạn nhé.
Đẹp không? Các bạn có thể thấy những bọn này là nó đẹp tuyệt vời như nào rồi đúng không? Đấy, chân của nó nếu để mặc định này, chân nó có bốn cái đế đế cao su này, nó giảm rung các bạn nhé. Quá là ok luôn ý. Mình sẽ test nổ tiếng máy cho các bạn tham khảo. Máy tiếng nổ thì là như mèo thở rồi. Tiếng nổ như mèo thở luôn, không có một tiếng động. Máy rất dễ nổ luôn, Honda thì phải nói rồi là nó cái mức độ là độ êm độ nhấp của Honda thì các bạn có thể thấy được. Tuyệt vời luôn. Hết ý. Chiều nay mình đã cho test nước rồi các bạn nhé. Cả hai con này đều cho test nước rồi. Bơm cực mạnh luôn, áp cực cao luôn các bạn ạ. Phun thuốc vào này thì cực phê luôn. Đấy, 5 đến 7 bec. Đấy, chúng ta có thể bơm 5 đến 7 bec nước. Phun một phát thì là được rất là nhiều diện tích luôn. Cực tuyệt vời, cực đẹp. Bạn nào cảm thấy ưng kết hai cái con máy này ấy, hoặc là kết một con cũng được, thì liên hệ ngay với mình qua số Zalo 0983 804 084 để đặt mua hàng nhá. Số điện thoại và giá sản phẩm thì mình luôn ghi phần mô tả video. Bọn này thì mình nói trước là bọn này là giá của nó là hơi cao một chút, bởi vì là nó là cửa hàng cái loại này nó như mới luôn, và nó là dòng cao cấp. Giá bản thân giá mới của nó cũng rất là cao rồi. Và cửa mình nhập về thì là người ta cũng bán giao lại cho mình với giá rất là cao. Cho nên là các khách hàng mua thì nên cân nhắc, và nếu như ưng kết thì là liên hệ. Mình sẽ ghi giá ở phần mô tả nhé. Giá của nó là gọi là nó hơi cao thôi, chứ không phải là cao lắm, cho nên các bạn đừng nghe lấy từ cao mà các bạn sợ. Cứ liên hệ, nếu như cứ có nhu cầu mua thì cứ liên hệ thoải mái. Chúng ta là sử dụng để cho được việc, chứ không phải là chúng ta mua về chơi, không phải mua về vứt đi. Cho nên là giá nó có khi nó hơi cao một chút, nhưng mà chúng ta mua về nó được việc của chúng ta thì là nó rất là tốt. Rồi ok, lần nữa thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.